Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội họp đánh giá tiến độ thực hiện dự án. Công an tỉnh Hưng Yên triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để đột phá. Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Hưng Yên, Ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội họp đánh giá tiến độ thực hiện dự án. Chủ trì buổi họp có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đại diện các bộ ban ngành, nhà thầu thi công đường vành đai 4. Trước khi vào hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 2.2 thi công đường song hành tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công đường vành đai 4, đường song hành qua các địa phương vẫn đang được triển khai đồng bộ. Trong đó, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được hơn 1.306 trên 1.390 ha, đạt gần 94%. Di chuyển 11.540 trên 15.556 ngôi mộ, đạt gần 75%. Đã cơ bản hoàn thành di chuyển hệ thống điện hạ thế, trung thế, hệ thống viễn thông, cấp nước nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công di chuyển ngoài hiện trường. Về dự án thành phần 2.1 và 2.2 trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức nhiều mũi thi công đường cầu. Tình hình cung cấp vật liệu làm nền đường cơ bản đảm bảo. Tại Hưng Yên, các huyện đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư được 195 ha trên tổng số 230 ha, đạt 85%. Di rời 2.700 ngôi mộ trên tổng số hơn 4.000 ngôi, đạt 67%. Triển khai quy hoạch xây dựng 11 khu tái định cư và cải tạo xây mới 7 nghĩa trang. Hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công khu tái định cư và thi công 5 khu nghĩa trang. Đã hoàn thành rà phá bom mìn và chuẩn bị di rời đường điện, chuẩn bị các phương án để bồi thường di chuyển các doanh nghiệp trong vùng dự án. Hưng Yên hiện cũng đang tập trung thi công dự án thành phần 2.2 đường song hành với 4 mũi liên tục. Năm 2023, Hưng Yên đã giải ngân được gần 1.930 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Hội nghị đã tập trung đánh giá các kết quả, chỉ ra những hạn chế tồn tại, kiến nghị và đề xuất giải pháp trong quá trình triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội như công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế để chuyển vị trí đất cho doanh nghiệp nằm trong vùng dự án, nguyên vật liệu để làm nền đường và thi công. Giới thiệu vị trí cho các doanh nghiệp thì sau này thì các doanh nghiệp sẽ giải phóng mặt bằng là chắc chắn là không giải phóng được. Vì giới thiệu vị trí xong, công tác giải phóng mặt bằng các doanh nghiệp là theo quy định ấy, thì là chuyển nhượng. Mà đã chuyển nhượng thì doanh nghiệp họ lấy cớ là không chuyển nhượng được thì chắc chắn thì các doanh nghiệp sẽ không đi, và hiện nay thì các doanh nghiệp vẫn đang hoạt động. Còn bởi vì không có đất đai thì họ vẫn đang hoạt động ạ. Thế do vậy chắc chắn thì nó ách tắc lại cái phần mà của doanh nghiệp. Hưng Yên thì khoảng 13 doanh nghiệp với diện tích khoảng 10 ha. Trong các doanh nghiệp đấy thì nó có hàng nghìn lao động, tức là có cuộc sống của nghìn người, chỉ khoảng một người. Thế nhưng mà chưa có chính sách tái định cư doanh nghiệp. Mặc dù luật thì đúng là luật chưa ban hành kịp thời, nhưng mà với cái góc độ mà về tham mưu về luật đất đai rồi chuyển mục đích đất, cái này là chuyên môn lĩnh vực của Bộ Tài nguyên Môi trường, đề nghị là tham mưu chính phủ là những trường hợp tái định cư thì coi như là tái định cư cho tái định cư doanh nghiệp, thì coi như tái định cư cho các hộ gia đình, chỉ thêm một dòng thôi thì chúng tôi làm luôn, thì tôi thu hồi đất cho bàn giao lại trả doanh nghiệp thì rất là thuận lợi, thì sau này các doanh nghiệp mới di rời được, mới hay nó có căn cứ để các doanh nghiệp đi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và Bắc Ninh nhấn mạnh thêm sự cố gắng nỗ lực của tỉnh Hưng Yên trong triển khai các phần việc liên quan đến triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, trong đó có việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Riêng tỉnh Hưng Yên trong năm 2024 đã phải dành vốn của các công trình khác để phục vụ cho dự án trọng điểm quốc gia này. Liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư
chủ yếu liên quan đến điều chỉnh cái tổng mức đầu tư của dự án thành phần giải phóng mặt bằng của Hưng Yên và Bắc Ninh thôi. Đề nghị các đồng chí sớm trình cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những cái việc này thì chúng ta còn phải xin lấy ý kiến của các cơ quan còn rất lâu, của các thủ tục. Đồng chí trưởng ban chỉ đạo là sớm trình chính phủ, không chờ cho tới khi đoàn giám sát của Quốc hội tháng 4 về. Và thực tế hiện nay chúng tôi đang dùng tiền ở dự án khác để hỗ trợ cho dự án Vành Đai 4. Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo dự án đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các địa phương, nhà thầu tham gia dự án đường Vành Đai 4, đặc biệt là trong quá trình giải phóng mặt bằng, di rời mồ mả và huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính để thi công dự án đảm bảo đúng cam kết với chính phủ, đồng thời yêu cầu các địa phương sớm triển khai đồng bộ các phần việc, đặc biệt lưu ý đến xây dựng khu tái định cư, đường điện cao thế, giải tỏa xong trong tháng 6. Về vật liệu xây dựng, sẽ bổ sung cấp thêm một số mỏ về phía đông thành phố Hà Nội gần tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên. Đồng thời, các tỉnh cần sớm rà soát đấu giá mỏ vật liệu xây dựng để tập trung vật liệu cho đường Vành Đai 4. Đã giao cho Ủy ban nhân thành phố Hà Nội rồi, rà soát các cái mỏ ở phía đông của thành phố, tức là gần khu vực Hưng Yên và Bắc Ninh như này. Cần thiết là cấp luôn. Cấp cho nhà thầu thi công trên địa bàn Hà Nội cũng được, nhưng mà nó sẽ ra cái giá tại mỏ. Còn nhà thầu thi công trên địa bàn Bắc Ninh và Hưng Yên có thể mua, nhưng từ đấy vận chuyển về công chính tính thêm theo nguyên lý. Thì cái cách như thế, doanh nghiệp với đất trước kia là cho thuê, bây giờ sang chỗ mới cũng cho thuê. Mà nếu để ăn chắc nữa thì thuê trả tiền hàng năm. Tinh thần là mình sẽ báo cáo với chính phủ theo hướng đấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ thoát. Nhưng còn lại vận dụng vào thì các ông chí sẽ kiểm tra thêm. Đường công vụ thì công chí nêu cũng là đúng, nhưng mà tôi cũng thấy là các ông chí đề xuất cũng đúng. Hưng Yên các ông chí cũng vận dụng cho, chỉ đạo các cái, đặc biệt là các huyện, mà các nhà thầu cũng báo các huyện mà làm. Phải chỉ ra bây giờ hoàn toàn của anh là tăng được nhiều mũi, nhưng mà anh phải làm động tác đó thì mới có cái đường vào để mà làm. Chiều nay, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an của tỉnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. An ninh quốc gia được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đã hoàn thành 50 trên 55 chỉ tiêu, trong đó nhiều chỉ tiêu được hoàn thành vượt kế hoạch. Điển hình như khởi tố tội phạm về môi trường vượt 100%, tội phạm về ma túy vượt 62%, tội phạm sử dụng công nghệ cao vượt 80%, hoàn thành xây dựng 2 mô hình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2024, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại với phương châm 3 nhất, nhanh nhất, cao nhất, hiệu quả nhất. Cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu kéo giảm từ 3 đến 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội, tỷ lệ phá án chung đạt tỷ lệ trên 80%. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh năm 2024, Công an tỉnh cần chủ động xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế, chủ động nắm vững tình hình diễn biến ở cơ sở, nhất là những địa phương tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, những nơi tập trung đông người, các khu công nghiệp đô thị, trên không gian mạng, làm cơ sở để triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, ma túy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai đảm bảo mục đích yêu cầu dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và đề án 06 của chính phủ. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân. Tiếp tục thực hiện, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch để bảo đảm an ninh an toàn, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, không để phát sinh tình huống phức tạp kéo dài, điểm nóng về an ninh trật tự.
phòng bao giờ cũng là cơ bản, là chiến lược. Cái chỗ này không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an mà của cả hệ thống chính trị, ngay cả trong các cơ sở giáo dục, trường học cũng phải có trách nhiệm giáo dục về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên, an ninh công nhân hay là an ninh lao động. Gắn với an ninh việc làm là những vấn đề rất quan trọng đối với tỉnh Hưng Yên của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm sáng trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2023 là tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án giao thông, đô thị, công nghiệp có tính chất tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh nhiều năm tiếp theo. Qua đó, cả tỉnh đang trở thành một đại công trường sôi động chưa từng có. Ngay sau khi huyện Văn Lâm có chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đường DT380 đoạn từ Cầu Gáy đến Dốc Nghĩa, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên cựu chiến binh, ông Thiệu vận động con cái sớm đồng thuận nhường 86 m² đất thổ cư cho dự án. Tôi là trong cái ban giải tỏa và cũng là ban khánh tiết đình làng, là cùng với các cụ bố lão và cùng với cả cán bộ địa phương vào từng hộ gia đình để động viên gia đình coi như chấp hành tốt cái chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong khi vào vận động thì nhìn chung toàn dân chúng tôi là tới 100% là ủng hộ. Cùng sự đồng thuận cao của nhân dân, đến hết năm 2023, huyện Văn Lâm giải phóng mặt bằng được gần 380 ha trong tổng số gần 575 ha để thực hiện 55 dự án. Đặc biệt, huyện đã giải quyết dứt điểm một số điểm nghẽn về mặt bằng cho dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường DT380, phần diện tích 92,5 ha để mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A cùng hơn 50 ha để triển khai cụm công nghiệp Minh Khai. Việc giải phóng mặt bằng cho siêu dự án đường vành đai 4 cũng đạt kết quả cao. Đây đó cũng có những cái người dân có thể là chưa hiểu hoặc là cố tình không chấp hành. Thì những cái việc này chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Đó là dùng cái biện pháp cưỡng chế. Biện pháp này cũng để làm gương. Mà biện pháp cưỡng chế là cái biện pháp mà cuối cùng không mong muốn tí nào. Thế nhưng mà những cái để mà để thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi vẫn đưa ra cái mục tiêu là chúng ta phải cương quyết hơn nữa. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng được hàng nghìn hecta đất cho các dự án giao thông, đô thị, công nghiệp quan trọng. Trong đó, chỉ riêng đất phát triển công nghiệp đã giải phóng mặt bằng được gần 440 ha cho các khu công nghiệp và 320 ha cho các cụm công nghiệp. Hơn 430 km đường giao thông được thực hiện trong năm 2023, gấp 1,6 lần so với năm trước, cũng là kết quả từ sự làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Có mặt bằng sạch, các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 2 và 3 nhanh chóng được triển khai, trở thành điểm đến thu hút khoảng 200.000 du khách ngay dịp năm mới 2024. Giải phóng mặt bằng luôn được lãnh đạo tỉnh xác định là khâu then chốt để hiện thực hóa khát vọng của Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, là thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện tốt cái đề án giải phóng mặt bằng, đây là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi vì tất cả các dự án, rồi các đề án, các ý tưởng mà cuối cùng không giải phóng mặt bằng được thì tất cả những nội dung trên cũng chỉ trên giấy thôi, mà các nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Các đồng chí phải quyết tâm, rồi là sự ủng hộ đồng tình cao của nhân dân thì chúng ta mới hoàn thành được các cái nhiệm vụ để phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta giải phóng thì ta có dư địa. Khi mà các nhà đầu tư nước ngoài trong vòng nước đến Hưng Yên đầu tư thì chúng ta có mặt bằng sẵn. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hiện đi đâu cũng gặp các công trường xây dựng tấp nập. Đó là kết quả của sự nỗ lực làm ngày làm đêm, vừa hành quân vừa xếp hàng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân vì mục tiêu tạo sự đột phá, đưa Hưng Yên tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị. Điểm nổi bật trong công tác năm 2023 của Thị ủy Mỹ Hào là đã tập trung cao độ thực hiện chủ đề công tác năm kỷ cương, trách nhiệm, quyết liệt giải phóng mặt bằng, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng nông thôn mới. Thị xã đã quyết định giải phóng mặt bằng 57 công trình dự án, trong đó có 4 dự án khu cụm công nghiệp, 4 dự án khu đô thị, khu nhà ở, 16 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, 31 dự án công trình đường giao thông thủy lợi, thu hồi đất với 33 dự án, tổng diện tích gần 70 ha.
Bên cạnh đó, thị ủy duy trì nền nếp giờ sinh hoạt toàn đảng bộ thị xã, tổ chức thành công cuộc thi bí thư chi bộ giỏi và cuộc thi sổ ghi danh tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2024, thị ủy Mỹ Hào xác định tập trung thực hiện chủ đề công tác năm, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, tập trung nguồn lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 3, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung công việc thiết thực cụ thể, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, hội đồng coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự chúc mừng động viên các thí sinh. Tham dự kỳ thi năm nay, tỉnh Hưng Yên có 90 thí sinh dự thi ở 9 đội tuyển các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tin học và tiếng Anh. Các thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, trường Trung học phổ thông Văn Lâm, trường Trung học phổ thông Khoái Châu và trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu. Để đảm bảo khách quan nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tham gia làm thi tại Hội đồng thi tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc các thí sinh luôn bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt khả năng của mình, thực hiện bài thi với kết quả cao nhất, mang vinh quang về cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Các thành viên trong hội đồng thi thực hiện các nhiệm vụ phân công theo đúng quy định để kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan. Theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước Trung ương, năm 2023, Kho bạc Nhà nước huyện Văn Lâm xếp thứ nhất toàn quốc về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước cấp huyện. Việc đánh giá được Kho bạc Nhà nước Trung ương khảo sát trực tiếp với các đơn vị thực hiện giao dịch. Theo đó, qua sự đánh giá mức độ hài lòng của 78 đơn vị thực hiện giao dịch, Kho bạc Nhà nước huyện Văn Lâm đạt 992 điểm, đạt tỷ lệ gần 99%, xếp thứ nhất trong tổng số hơn 700 đơn vị cấp huyện của cả nước. Ba chỉ số đánh giá liên quan trực tiếp đến khách hàng giao dịch là thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, số lần yêu cầu hoàn thiện hồ sơ và thái độ của công chức kho bạc trong giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2023, Kho bạc Nhà nước huyện Văn Lâm thực hiện trên 26.000 giao dịch, là một trong những đơn vị có số lượng giao dịch lớn nhất tỉnh. Quản lý thu ngân sách gần 5.000 tỷ đồng, kiểm soát chi theo dự toán trên 2.100 tỷ đồng, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đường vành đai 4 và các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Để tạo thuận lợi cho khách hàng, đơn vị còn ủy quyền thanh toán một số dịch vụ với các đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện. Tích cực phối hợp hỗ trợ đơn vị sử dụng ngân sách, ghi chép chứng từ trên cổng dịch vụ công để hạn chế tối đa sai sót dẫn đến phải trả lại hồ sơ nhiều lần. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, vùng chuyên canh hoa cây cảnh xã Phụng Công huyện Văn Giang lại nhộn nhịp vào mùa. Sau một năm cần cù chăm sóc, những vườn hoa nơi đây đã khoe sắc thắm, thu hút thương lái các nơi về tiêu thụ. Năm nay, ngoài những loại cây cảnh truyền thống đặc trưng của xã như hoa trà, hoa hải đường, hoa lan, hoa trạng nguyên, thì những năm gần đây tại Phụng Công xuất hiện hàng trăm giống hoa mới như hoa dạ yến thảo, hoa giấy ngũ sắc, hoa hồng, hoa cúc mâm xôi, thực dược, hoa tulip, hồng môn, hoa ly. Ngoài ra là các loại cây khế, cây bonsai và hàng triệu cây trồng trang trí viền nền thảm khiến những vườn hoa cây cảnh xã Phụng Công càng thêm phong phú, thu hút nhiều thương lái và du khách mọi khắp các tỉnh, thành phố đến đặt mua. Nhờ thời tiết thuận lợi, thổ nhưỡng phù hợp và được chăm sóc đúng kỹ thuật nên gần 100 hectare hoa cây cảnh ở xã Phụng Công phát triển rất tốt. Dịp Tết Nguyên đán tới đây sẽ cung cấp ra thị trường hàng chục triệu sản phẩm hoa các loại, ước thu trên 200 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.